lấy lý do mặt ruộng trũng gây khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân ở thôn 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã dùng phế thải, rác thải để nâng bề mặt ruộng. Việc làm trên không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thổ nhưỡng đất, gây ô nhiễm môi trường mà còn tiếp tay cho tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải chưa qua xử lý. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại khu vực đầm tròn, đã có hàng nghìn mét vuông đất mặt ruộng được múc lên, sau đó chôn xuống dưới là rác thải và các loại phế thải xây dựng. Ngoài phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt còn có hàng nghìn khối phế thải không rõ nguồn gốc chưa qua xử lý đổ xuống rồi được chôn lấp đi. Được biết, diện tích đất nói trên là của một số hộ dân trong thôn cho người khác thuê thầu để trồng hoa, cây cảnh. Việc dùng phế thải, rác thải để nâng bề mặt ruộng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thổ nhưỡng đất, gây ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo môi trường tránh tình trạng phá vỡ kết cấu thổ nhưỡng, sử dụng đất sai mục đích và tình trạng đổ trộm rác thải và các loại phế thải, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Văn Giang, xã Xuân Quan cần làm rõ và ngăn chặn tình trạng trên. Mặt khác, đề nghị Thanh tra Môi trường tỉnh, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh cần điều tra, làm rõ những phế thải được chôn lấp có hay không phế thải công nghiệp chưa qua xử lý.